cũng trong sáng nay tại sân vận động Hàng Đẫy, hơn 3.000 bạn trẻ Hà Nội đã tham gia giải chạy từ thiện kết nối tuổi trẻ Việt. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện thường niên Connecting Việt Youth do Thành đoàn, Hội sinh viên thành phố Hà Nội thực hiện. Giải chạy không chỉ tạo ra một sân chơi năng động dành cho giới trẻ mà còn trở thành cầu nối giúp các bạn sẻ chia sự cảm thông đến với những hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình sẽ được sử dụng để tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và xây trường cũng như mua sắm đồ dùng học tập cho các trẻ em nghèo tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.